Samsung đầu tư mạnh vào nhà máy sản xuất chip, Samsung Electronics dự kiến sẽ đầu tư thêm 8 tỷ đô la Mỹ vào nhà máy sản xuất chip của mình tại Xi'an, Trung Quốc. Theo một báo cáo mới, Samsung sẽ tăng cường đầu tư vào nhà máy chip Trung Quốc để thúc đẩy sản xuất chip nhớ flash NAND. Nhiều người suy đoán rằng khoản đầu tư lớn của Samsung được thực hiện sau khi công ty dự đoán nhu cầu về bộ nhớ chip sẽ tăng trở lại vào năm tới do nguồn cung hạn chế, trong khi đó nhu cầu về các thiết bị và mạng thế hệ thứ 5, 5G lại gia tăng. Hiện tại Samsung là nhà sản xuất chip nhớ NAND lớn nhất thế giới, loại chip khả năng lưu trữ dữ liệu vô thời hạn và dùng phổ biến trong điện thoại thông minh, USB và nhiều loại thẻ nhớ. Quay trở lại năm 2017, công ty đã đầu tư 7 tỷ đô la trong suốt 3 năm vào nhà máy sản xuất chip nhớ NAND ở Trung Quốc. Trước đó, Samsung đã rót 10,8 tỷ đô la vào một nhà máy thử nghiệm và đóng gói tại Xi'an.